Vừa qua, ngày 23 tháng Giêng, Giáp Thìn, tức là mùng 3 tháng 3 dương lịch, nhận lời mời của anh Nguyễn Đăng Lâm, hậu duệ của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, Nguyễn Đăng Đạo, tôi cùng một nhóm các liền anh, liền chị quan họ về nhà thờ Nguyễn Đăng tại thôn Hoài Thượng, xã Điên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh. Tại đây, chúng tôi đã nói chuyện, giới thiệu quan họ truyền thống, giới thiệu quê hương Kinh Bắc Bắc Ninh cho đoàn khách từ Thăng Long, Hà Nội về thăm Bắc Ninh, du xuân miền quan họ. Bây giờ xin mời quý khách, chúng ta cùng các vị khách quý đến với chương trình quan họ du xuân. Thưa với quý vị, tôi đang đứng đây, tức là hậu duệ của Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo, chính xác hơn là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo. Đây là nhà thờ của gia đình. Cái còn phía sau kia, các bạn nhìn thấy cái màu xanh xanh kia thì đó là nhà thờ của cụ Nguyễn Đăng Đạo. Thế còn đây là hậu duệ của cụ, ngói đỏ, còn bên kia là ngói màu xám. Thế và toàn bộ cái khuôn viên này đó, thì cách đây 2-3 năm tôi đã về. Lúc đó thì nó còn hoang sơ, nhưng mà sau 2 năm nữa cải tạo thì bây giờ nó trở thành một trong cái khuôn viên hết sức đẹp đẽ. Như quý vị chúng ta nhìn vào đây, trong toàn bộ khuôn viên rộng khoảng vài nghìn mét vuông này đó, nhưng mà hầu như không có một cái nhà cao tầng nào. Ở đây đó là một cái tư duy hết sức Việt Nam, hết sức truyền thống. Hậu duệ của cụ tên là Nguyễn Đăng Long, hiện nay cũng công tác ở ngoài Hà Nội. Thế và vợ bạn đó cũng là giảng dạy trong một cái học viện báo chí ở Hà Nội. Thế nhưng mà vẫn thường xuyên lo lắng cho quê hương, lo lắng cho gia đình và rất có tâm với dòng họ Nguyễn Đăng của quê hương. Đúng xứng đáng là con cháu của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Toàn bộ cái khuôn viên này tôi đã đi nhiều nơi nhưng hiếm có một cái khuôn viên nào mà tôi lại thấy mến, thấy thích ở đây. Ở đây tuy rằng không to lớn, không có gì là hoành tráng lắm, thế nhưng mà nó rất gần gũi với thôn quê Việt Nam. Nó chỉ nâng bậc lên một tẹo thôi, tức là cái hiện đại ở đây là chỉ thấp thoáng thôi, chứ còn cái nguyên sơ, cái truyền thống vẫn là vậy. Chúng ta thấy cả một dãy dài là những cái nhà ngói, bắt đầu từ phía kia là nhà thờ, đó là nhà thờ của gia đình thôi, chứ còn nhà thờ của cụ Trạng kia đằng sau như ta nói. Thế và sau đó thì liền một vài cái và toàn bộ những các cái nhà nho nhỏ để phục vụ cho sinh hoạt đời sống bình thường. Ở đây chúng ta thấy rằng là cảm ơn các thầy. Và chúng ta đang thấy đây là các thầy của học viện báo chí, của các cơ quan ngoài trung ương hôm nay đó là cũng về cùng chung vui trong cái ngày đầu xuân. Và đây là những cái thầy của tôi, bởi vì trước đây nữa tôi và Lê Kham, người đang cầm máy quay này, cũng là học viên của học viện báo chí, cho nên hôm nay chúng tôi về đây tình cờ đến với hậu duệ của cụ Trạng, nhưng mà chúng tôi lại được gặp tất cả những cái thầy của mình những năm xưa đã từng về đây, cho nên là hôm nay là một cái niềm vui rất là lớn đối với quan họ chúng tôi. Và hôm nay vì có đoàn khách từ ngoài Hà Nội về, cho nên tôi với tư cách là một người nghiên cứu quan họ được mời về để thuyết trình nói về dân ca quan họ. Thế và cùng đi với tôi là có cả một nhóm nghệ sĩ quan họ. Và chúng ta nhìn sang đây, đó là một cái lầu bát giác, cũng là để nơi thưởng ngoạn cái phong cảnh này. Một lần nữa tôi có thể khẳng định với các bạn rằng nếu như ai có dịp được về thăm cái phong cảnh này đó, chúng ta sẽ vô cùng yêu thích, bởi vì chúng ta tìm lại cái truyền thống của chúng ta được tìm lại cái thôn quê của Việt Nam thông qua một cái nâng cấp nho nhỏ, và cuối cùng chúng ta vừa có hiện đại và vừa có cổ xưa. Như tôi đảm bảo rằng ở đây cái cổ xưa vẫn chiếm tới 80% trở lên, vì thế cho nên có thể nói rằng là đây là một cái niềm vinh hạnh cho tất cả ai khi đặt chân đến khuôn viên này. Mà
mơ về Cụ. Chúng ta mang tên Cụ mà chúng ta lại hiểu lơ mơ thì làm sao chúng ta có thể phát huy được truyền thống? Xin được gửi lời chào trân trọng và với các anh các chị, các bạn, các em và các cháu đã dành thời gian về thăm và dự cái buổi học mặt gia đình đầu xuân như thế này. Nhân dịp năm mới, xin thay lời anh chị tôi kính chúc cả nhà mạnh khỏe, an lành, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, may mắn và thành công trong công việc. Đến hẹn lại đêm đúng là cái lời dạ bạn năm kia. Đã. Hôm nay cũng cái khuôn viên này có cây nhà, có lá vườn và đương nhiên là những chúng ta đã có nghe những cái làn điệu văn này họ rất gần gũi. Thế thì xin thay mặt gia đình và cho phép tôi thay mặt cả nhà cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi và các liền anh liền chị, các nghệ sĩ của nhà hát quan họ Bắc Ninh đã dành cho cái sự quan tâm với anh em chúng tôi hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Chúc cả nhà có những cái phút thư giãn và giao lưu rất là vui vẻ và đậm chất quan họ này. Xin truyền lời cho anh Phạm Đăng Mùi. Xin cảm ơn giáo sư, xin cảm ơn tất cả. Xin thưa với hai bác, xin thưa với cả nhà. Có thể nói rằng đây là một cái niềm vinh hạnh đầu xuân cho những người làm công tác nghiên cứu văn hóa quan họ. Tôi đó cũng xin tự giới thiệu, như giáo sư Mắn thì đã gặp tôi nhiều lần, cho nên vừa trông thấy giáo sư bước vào trong cổng tôi thì tôi đã cảm thấy ấm lòng, bởi vì trong cái phong thái của giáo sư nó tỏa ra một cái gì đó ấm áp, rất là thiện, rất là tình. Vì thế cho nên trông thấy giáo sư là tôi thấy rất yên tâm rồi. Bởi vì khi tôi đi nói chuyện như thế này đấy, là rất quan trọng. Những buổi thành công là một phần đã do những người nghe, chứ còn người nói chỉ được một nửa thôi. Nếu mà người nghe mà người ta không nhiệt tình, người ta không ham thích đó, thì người nói có hay bằng trời cũng không có ai để ý. Cho nên khi cái đối tượng nghe của mình, chúng ta học về mỹ học đó, tức là khách thể và chủ thể thẩm mỹ đấy, hai cái đó phải hòa quyện với nhau là một. Và trong truyền thống thì có chuyện bá nha và tử kỳ. Và ông bá nha đánh đàn hay, nhưng không có tử kỳ nghe đàn đó thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế ông ta sẽ đập cái đàn nó đi sau khi mà người bạn nghe không còn. Cho nên trong tất cả những buổi nói chuyện tôi đều nói thế này: thành công của chương trình biểu diễn hôm nay có 50% thuộc về khán giả. Không phải buổi nào cũng thành công đâu. Trong những buổi thành cũng có những buổi thành công nhiều, buổi thành công ít. Nhưng mà một phần những buổi thành công tôi tổng kết rồi, đó là một phần quan trọng lắm. Đó là nhờ sự ấm áp, tình cảm của khán giả dành cho các nghệ sĩ. Vì thế mà các nghệ sĩ thăng hoa và biểu diễn hết mình. Trước khi vào cái chương trình giới thiệu và biểu diễn quan họ, xin thay mặt cho các liền anh liền chị quan họ hôm nay có mặt ở đây, xin cảm ơn gia đình, cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian về với miền quê Kinh Bắc du xuân. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thay cho cái lời giới thiệu về Bắc Ninh thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc quen thuộc, chúng tôi vẫn gọi đây là tình ca của Bắc Ninh. Đất nước có quốc ca, mỗi một miền quê đều có một cái bài ca đại diện, chúng tôi gọi là tình ca. Trước khi cái chương trình phát thanh truyền hình của Bắc Ninh ấy, thì bao giờ cũng dùng cái bài hát này, cái ca khúc này, đó là bài hát Làng Quan Họ Quê Tôi, do các liền anh liền chị sẽ cùng tham gia biểu diễn. Xin cảm ơn. Con sông tàu làm bao sông.
Thưa tôi, chúng ta có thể nghe trên truyền hình, chúng ta nghe ở đâu đó, nhưng mà tôi dám chắc rằng không hay bằng nghe trực tiếp. Bởi vì khi xem và nghe trực tiếp thì cái lửa từ nghệ sĩ truyền sang chúng ta nó rất là gần, nó không lạnh lẽo như qua phim ảnh. Vì thế mà chắc chắn là đã đến chạm đến cái tình cảm của các bác các chị. Nhất là chúng ta lại nghe trong một cái khung cảnh, cái khuôn viên tuyệt vời, một cái nhà cổ như thế này. Và nếu như đây là một cái nhà cao tầng thì có lẽ cũng giảm đi ít nhiều, nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái khuôn viên hết sức là nhà quê. Ban nãy tôi có nói với một số các bạn trẻ, tôi có nói rằng ở quê nhưng mà rất hiện đại. Cái này đúng như là cái quan điểm của Đảng ta là xây dựng một nền văn hóa tiên tiến nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là có tiên tiến nhưng mà rất đậm đà bản sắc dân tộc. Cái bản sắc ở đây có thể chiếm tới 2/3, còn cái tiên tiến chỉ khoảng 1/3 thôi. Chúng ta cũng rõ ràng ngày xưa các cụ không có thế này, không đẹp như thế này, nhưng mà chúng ta nâng cấp lên rất đẹp mà vẫn mang được cái bóng dáng của quê hương. Ở nhà đây không có nhà gác, không có nhà tầng, vẫn là những gian cả ngói, vẫn là sân gạch, và với bờ vườn cây vẫn là hoa trái. Có thể nói rằng khi vào cái không gian này đấy, tôi cảm thấy là tuyệt vời, bởi vì như được về nhà quê ngày xưa.
mà chắc chắn là các vị cũng thế. Nhất là chúng ta đang sống ở thủ đô và bây giờ chúng ta lại được về trong cái không gian này, rõ ràng chúng ta sẽ có một cái cảm nhận đặc biệt. Mà trên cái bàn kia đó, sáng ngày gia chủ cũng rất là có tâm, có ý và rất có thẩm mỹ. Ở trên cái bàn này chúng ta thấy rằng là một bên là trái, một bên là hoa, vừa có hoa, vừa có trái. Những cái thứ hoa rất bình dị thôi, nhưng nó lại là hồn của Việt ở trong này. Đó là hồn Việt. Thưa giáo sư Mẫn, là tôi rất yêu hoa, nhất là yêu hoa qua cái nhà thơ Nguyễn Bính. Tôi yêu hoa xoan, tôi yêu hoa chanh và tôi yêu hoa bưởi. Tất cả những cái thứ này đấy, nó đi vào trong cái tâm thức của mình. Và bây giờ cứ mỗi khi nhìn thấy nó đó, là tuổi thơ lại sống lại. Hôm qua tôi có nói với sinh viên của trường chuyên Bắc Ninh, đêm qua là đêm hội văn chương, tôi dự làm trưởng ban giám khảo từ 1 giờ chiều cho đến 10 rưỡi đêm vẫn chưa tan, hình như gần 11 vì tôi mỏi quá cho tôi về trước. Và tôi nói với các em rằng là tôi tìm thấy màu hoa đẹp. Hôm qua có diễn cái vở, tức là các bạn diễn một cái vở mà tôi chấm ở dưới, đó là Mùa Hoa Cải Bên Sâm. Mỗi một tiết mục xong thì tôi phải lên nhận xét. Thế và khi tôi lên nhận xét thì tôi nói thế này: trong 12 tiết mục của 12 khối lớp thì tôi ấn tượng nhất là Mùa Hoa Cải Bên Sâm. Bởi bây giờ họ có những cái phương tiện hiện đại, không phải là một cái phong chết mà cái phong sống động. Tức là họ quay những cái clip bạt ngàn một cánh đồng hoa cải ở triển sâm. Cái hoa cải có lúc chúng ta nhìn thấy xa, có lúc chúng ta nhìn cận cảnh, nhìn rõ từng bông một. Cho nên cái công nghệ hiện đại nó cho chúng ta một cái thưởng thức tuyệt vời. Về mắt nhìn thì chúng ta được nhìn hoa cải, đúng là mùa hoa cải bên sông. Còn về tai thì mở đầu là tiếng kèn đá ma inh ỏi lên. Bởi vì chúng ta biết cái câu chuyện nó rất hay là một ông thuyền trài ở dưới đó, khi mà vợ chết ấy, thì muốn mang lên bờ. Nhưng mà dân ở trên bờ phản đối không cho mang lên. Bởi cuối cùng ta lại ngậm ngùi lẳng vợ xuống sông, quẳng vợ xuống sông. Và ông ta thề và từ nay đến suốt đời không bao giờ con cái được bước chân lên bờ. Nhưng mà sau chính là cái người con gái đã phản đối và phải đổi cả mạng sống của mình. Cô ta lên bờ yêu một chàng trai, sau đó thì bụng có mang và cô ta nhảy xuống sông tự vẫn để phản đối cha mình. Và nhờ cái đó mà ông cha thức tỉnh. Cho nên hôm nay về đây tôi lại nhìn thấy hoa bưởi và tôi lại nhớ đến mùa hoa cải bên sông. Tôi cầm cái nón ba tầm này là vì trong bài hát vừa rồi có cái câu là: nón quai thao nói gì người ơi, nón quai thao ơ nói gì người ơi. Ai làm cái nón quai thao để cho ông thấy cô nào cũng xinh. Cái nón quai thao là biểu tượng của liền trị quan họ của Bắc Ninh. Cho nên chỉ cần nhìn thấy cái nón quai thao thôi, người ta nghĩ đây đó là quan họ Bắc Ninh rồi. Cho nên có nhà thơ đã làm rất hay là: ai làm cái nón quai thao để cho anh thấy cô nào cũng xinh. Có người còn nói rằng là em là con gái Bắc Ninh, em nghiêng bảnh nón, mái đình nghiêng theo. Cái nón này đã gợi bao nhiêu cảm hứng cho những bài ca, trong những bài thơ. Và vừa rồi chúng ta nghe bài Làng Quan Họ với tôi có những cái lời ca như vậy. Sau đây, xin mời quý khách, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phong tục truyền thống của quan họ, đó là mời nước, mời chầu. Chầu xanh, cau trắng, chai hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Sau đây là bài hát mời nước, mời chầu. Quan họ mời bằng những câu hát, mời bằng thi ca, bằng âm nhạc, chứ không đời bằng những ngôn ngữ thông thường. Và các liền chị sẽ ca bài mời nước, mời chầu. Xin mời quý vị cùng nghe. Thank you.
chầu tình chầu tình, chầu lớn chầu phượng chầu bình chầu ta, chầu thành em tên tối hôm qua, tối thành dấu nghề em mang ra mời người. Nói về lai lịch Hội Liêm, có thể chúng ta đi Hội Liêm rất nhiều, nhưng mà ít có người nói về lịch sử của Hội Liêm cho chúng ta nghe. Vì thế cho nên chúng ta vẫn cứ đinh ninh là Hội Liêm là 13 tháng riêng ở trên đồi Liêm. Ngay cả bạn Liên đó, là chủ nhà ở đây, chỉ cách đồi Liêm có một chút xíu thôi. Nhưng nếu tôi hỏi thì có khi bạn cũng không biết. Hội Liêm ngày xưa không phải vào tháng riêng, mà Hội Liêm ngày xưa là vào tháng 8 âm lịch, vào mùa thu. Đấy là về thời gian, không gian cũng không phải trên đồi Lim. Không gian đó là làng Đình Cả. Ngày xưa Hội Liêm ở vùng nội địa Đình Cả. Sau này đó, do một số người đó là có tâm đó là đóng góp vào xây dựng cái văn hóa ở khu vực này, đó là tổng nội vệ, cho nên mới chuyển rời Hội Liêm từ cái làng Đình Cả về đồi Lim. Và vào ngày tháng 8 thì bây giờ là 13 tháng riêng. Đấy là những người có công rất lớn. Và nếu như bây giờ mà chúng ta vào và tổ chức Hội Liêm trong Đình Cả thì chắc cũng giỏi lắm, chỉ được 1-2 nghìn người thôi. Bởi vì làng ở nơi trong đó là rất là hẹp, cái lối vào cũng rất là khó đi. Cho nên rất may mắn là bây giờ là cái Hội Liêm chúng ta chuyển về ngay sát cái đường 1, đường giao thông rất là rộng lợi và cái không gian của nó rất là rộng. Vì thế cho nên có thể nói là nhiều vạn người về đó vẫn có thể được. Và đấy là cũng là cái may mắn cho quê hương Bắc Ninh có một cái không gian tổ chức Hội Liêm đó là rộng rãi, thời gian đó vào mùa xuân, mùa cây lá tốt tươi cũng rất là đẹp. Vì thế cho nên là chúng ta nhớ về Hội Liêm, chúng ta cũng biết chút xíu về lai lịch của Hội Liêm. Còn bây giờ đó thì tôi xin giới thiệu một chút xíu cái bài hát làng quan họ đó, nếu không giới thiệu sẽ là khiếm khuyết của người dẫn chương trình. Bài hát làng quan họ quê tôi đó chúng ta chỉ biết đến của Nguyễn Trọng Tạo. Nguyễn Trọng Tạo là nhạc sĩ. Thế còn để có cái bài hát đó thì trước hết phải là ca từ. Ca từ thì đó là của nhà thơ Phan Hách, hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam. Ông ấy là người Kinh Bắc, Bắc Ninh. Vì thế cho nên ông tên sáng tác cái bài thơ này nó hay đến cái mức mà Nguyễn Trọng Tạo cũng là nhà thơ, nhưng mà phải lấy luôn cái bài thơ của Nguyễn Phan Hách phổ nhạc và thành bài hát Làng Quan Họ Quê Tôi. Thế còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến với tình yêu lãng mạn của quan họ. Đó là bài hát Cây Trúc Sinh. Trúc sinh trúc mọc sân chùa, không yêu em lấy đạp bùa cho yêu. Một trong những bài ca nói về tình yêu thật là lãng mạn. Xin mời quý vị cùng nghe.
nhau đó, tức là cha anh cha em, và người ta coi nhau như là anh em một nhà. Mà đã là anh em một nhà thì đương nhiên không thể lấy nhau. Thậm chí có một số làng kết trại trong khoán ước, nó giống như là cái nội quy quy chế đó, trong khoán ước cũng có ghi điều này, tức là trai gái hai làng không được kết hôn. Vì thế cho nên quan họ yêu nhau suốt đời này qua đời khác cũng chỉ dừng lại ở chữ yêu thôi. Người ta cũng nói rằng tình chỉ đẹp khi còn giang dở, cho nên đó, là cái quan họ giang dở suốt đời này qua đời khác. Và bao nhiêu tình yêu người ta gửi cả vào trong câu hát của mình: yêu nhau chẳng lấy được nhau, mài dao đánh kéo cạo đầu đi tu, quan họ tu ở chùa nào, em xin làm tiểu em vào tu chung. Những cái bài ca về tình yêu của quan họ cũng rất là lãng mạn. Thế còn bây giờ quay trở lại, tại sao cái miền quê này đó là lời ca quan họ lại hay đến như thế? Tôi cũng xin thưa với các thầy các bạn thế này: đây là quê hương của thi ca, là vương quốc của lễ hội. Ở nơi đây cái nền học vấn rất là uyên thâm, một giỏ sinh đồ, một bộ ông cấm, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bảng án. Chúng ta đang ngồi trong sân của một gia đình hậu duệ của một người nổi tiếng về học hành, đó là lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo. Tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu, trạng nguyên tể tướng thế gian vô. Trong nhà thờ của Hồng Nguyễn Đăng ngay đằng sau đây, cách đây chỉ 20cm thôi, liền với cái tường của ngôi nhà này, thì hậu duệ của cụ cũng ở luôn sát với cụ tổ của mình, đó là cụ tổ Nguyễn Đăng Đạo. Cụ là người mà được cả Trung Quốc cả Việt Nam đều phong trạng nguyên, cho nên cụ giống như là bà Lý Chi đó, là cũng có hai cái danh hiệu trạng nguyên, một là danh hiệu nội, một là danh hiệu ngoại, cho nên được gọi là lưỡng quốc trạng nguyên. Trạng nguyên tể tướng thế gian vô, đấy là trong một cái đôi câu đối thì là người đứng đầu đất nước đã ca ngợi ông trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo. Ngày nay ở giữa thành phố Bắc Ninh đó thì có một con đường lớn cũng mang tên là đường Nguyễn Đăng Đạo, và có rất nhiều trường học cũng mang tên Nguyễn Đăng Đạo. Bạn đấy tôi có thưa với các giáo sư đó, tôi có khoe là khi tôi về dự dỗ của cụ Trạng thì tôi có nói về lai lịch của cụ Trạng. Thế mà con cháu hậu duệ của cụ Trạng rất là khen ngợi và khen nói rằng ông ấy không phải là họ Nguyễn Đăng nhà mình, mà ông hiểu về họ nhà mình thật là sâu sắc. Đấy là những cái ý kiến kể cả nước ngoài, kể cả trong Nam cũng gọi điện về ca ngợi ông chủ tịch những cái dòng tộc là đã đón được một cái nghệ sĩ mà cũng có một chút ít về lịch sử, mà nhất là hiểu về lịch sử về quê nhà. Thế còn tôi có thể nói thêm mà cụ Trạng là cụ là một người rất đặc biệt. Trạng nguyên thì nhiều, nhưng mà trạng nguyên như là cụ Nguyễn Đăng Đạo thì hiếm, bởi vì cụ không chỉ giỏi làm việc cho đất nước mà cụ còn rất thương dân. Có một năm chuyện dân gian kể rằng cả một cái vùng này bị lũ lụt đói kém, dân nheo nhóc không có ăn không có mặc, cho nên cụ Trạng nó đã xuất toàn bộ cái của để dành của mình để cứu dân. Và vì thế sau khi qua khỏi cái trận lụt đấy, dân trong vùng đã làm một cái bài minh để tặng cho cụ là: Trạng nguyên không cho thóc, dân ta còn nheo nhóc. Trạng nguyên không cho tiền, dân ta bao giờ yên. Công đức ấy, công đức cho thóc, đức cho tiền, công đức ấy bao giờ quên. Công cho thóc, đức cho tiền, công đức ấy bao giờ quên. Trọn vẹn cái bài minh đó là thế này: Trạng nguyên không cho thóc, dân ta còn nheo nhóc. Trạng nguyên không cho tiền, dân ta bao giờ yên. Công cho thóc, đức cho tiền, công đức ấy bao giờ quên. Chỉ một cái bài minh ngắn ngủi 4 câu ấy thôi, chúng ta đã thấy được tấm lòng của cụ Trạng đối với dân, đối với nước như thế nào. Cho nên cả vùng này là rất tự hào vì vùng ta có rất nhiều trạng nguyên, trong đó có trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo. Thế còn nhiều trạng đến cái mức mà xin thưa với các thầy các bạn là trạng me đè trạng ngọt. Tức là nhiều trạng là trạng nọ đè lên trạng kia, tất nhiên đè theo nghĩa bóng. Ở nơi này rất là nhiều trạng. Và người ta còn nói rằng nếu trong lịch sử có 3 ông trạng khoác tay nhau đi trên đường thì một ông đó là người quê của Kinh Bắc, Bắc Ninh. Có thể nói rằng cái lực lượng trạng nguyên đảng nhẫn thám hoa tiến sĩ ở đấy rất nhiều. Chỉ một trong dòng Nguyễn Đăng, dòng họ đằng sau đây mà anh chủ nhà anh Nguyễn Đăng Long, tên trưởng bác người kia, đó là hậu duệ của cụ Trạng. Chúng ta rất là vinh dự tự hào, và ngày nay con cháu của cụ Trạng cũng rất nhiều người đã làm nên sự nghiệp, có công với dân, với nước, với dòng tộc. Thì đây cũng là một trong gia đình họ Nguyễn Đăng. Thế mà tôi cũng xin thưa là thế này, cả một làng thì nó là nhiều lắm,
ví dụ làng Kim Đôi, làng Tam Sơn, người ta gọi là làng tiến sĩ ở Bắc Ninh. Thế nhưng trong một gia đình Nguyễn Đăng thôi mà cũng có mấy người đỗ tiến sĩ, nào thì anh, nào thì bác, nào thì bố, nào thì cháu cùng đỗ tiến sĩ cả. Có hai người nổi bật trong số, ví dụ như là Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Đăng Cảo, Nguyễn Đăng Tuân, Nguyễn Đăng Đạo, thì có hai người nổi bật, đó là một là ông Trạng Nguyễn Đăng Đạo thì đã nói rồi. Nhưng còn một người không đỗ Trạng nhưng mà tài còn trên Trạng, đó là bác ruột của ông Nguyễn Đăng Đạo, đó là Nguyễn Đăng Cảo. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ nghe một cái phần hát cổ điển mà theo yêu cầu của anh Nguyễn Đăng Long đó, thì nói rằng là khách của cháu đó là có rất nhiều người muốn xem cái quan họ gốc thế nào. Chúng ta mới xem vừa rồi là quan họ ngọt, và tôi có nói với sinh viên các trường đại học là thế này, là vàng đấy, tức là chúng ta xem vàng là đánh nhẫn rồi, đánh dây chuyền rồi, vòng cổ rồi, đấy là được chế tác rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại xem quặng của nó thế nào. Khi người ta mới khai thác cái vàng còn ở dạng quặng nó thế nào, thì những bài hát sau đây chính là cái dạng quặng. Những cái trường hợp này đó, với những khán giả bình thường, bình dân đó, thì chúng tôi không dám đưa lên, bởi vì cái này nó cổ điển lắm, nó hơi khó nghe. Thế nhưng mà với các thầy, các bạn là những người cũng thích tìm hiểu về văn hóa truyền thống, cho nên tôi muốn giới thiệu hai bài để chúng ta biết được ngày xưa quan họ hát cổ điển như thế nào. Hát quan họ cổ điển là không hát ba người, không hát một người, không hát tốp ca, không hát đơn ca. Đấy là yêu cầu thứ nhất. Tức là bao giờ cũng hai người hát, người ta gọi là hát đôi trong quan họ. Hát đôi rồi là phải hát đối đáp nữa. Bên kia hát bài A, bên này phải đối lại bài A phẩy. Sau đó bên này lại ra bài B, bên kia đối lại bài B phẩy. Và cứ như thế, canh hát có thể kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Và cho đến một trong hai bên không còn câu đáp nữa, thì là có một bên thắng, một bên thua. Thế nhưng mà cái chuyện thua thắng đối với quan họ thì nó chuyện vui thôi, không quá cay cú, không quá quan trọng. Nhưng mà để phân tài cao thấp thì trong những cuộc hát thi, hát canh đó thì có những cái trường hợp đó. Và bây giờ thì xin mời các thầy, các bạn, chúng ta hãy tưởng tượng đây là trong cuộc hát canh, hát đối đáp, nó có thể hàng trăm bài. Nhưng hôm nay vì thời lượng không cho phép, chúng tôi xin giới thiệu hai bài. Bài thứ nhất, Liền Anh hát bài Đêm Qua Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Đây là một bài hát dễ nghe, phổ thông. Chứ còn đúng ra thì bài cổ điển thì các vị không nghe. Chúng tôi chọn những cái bài hình thức thì là cổ điển, nhưng mà những bài hát tướng phổ thông. Bài thứ nhất, bên Liền Anh hát Ngồi Tựa Mạn Thuyền, bên kia Liền Chị đối lại là Ngồi Tựa Song Đào. Tôi xin phép được đọc lời Mạn Thuyền trước. Đêm qua ngồi tựa mạn thuyền, trăng in mặt nước càng nhìn càng xinh, nhát trong sơn thủy hữu tình, thơ ngâm ngoài lái rượu bình trong quang. Đôi tay tôi dạo cung đàn, tiếng tơ tiếng trúc bồng trầm thiết tha, làm tài trai chơi trốn cầu hà. Đó là Liền Anh. Còn Liền Chị đối lại rằng: Đêm qua ngồi tựa song đào, hỏi người chi kỳ ra vào vấn vương. Năm canh gió lạnh đông trường, nửa chăn nửa chiếu nửa giường chờ ai. Đôi tay ngắt nhị hoa nhài, tay giơ đón gió, tay tròi gẻo trăng, kẻ vui bởi tại chị Hằng. Các thầy biết rồi, chị Hằng nên là chị Hằng Nga, là cung trăng, là ông Tơ Bà Nguyệt, chứ không phải chị Nguyễn Thị Hằng. Đấy là rủi may thì là do chị Hằng, do ông Tơ Bà Nguyệt. Và bây giờ thì xin mời hai Liền Anh, hai Liền Chị sẽ ra thể hiện những bài hát đối đáp. Sau đây chúng em xin phép xin được ra câu hát Đêm qua hồi tựa song đào, hỏi người chi kỳ ra vào có thấy vấn vương. Năm canh gió lạnh đông trường, nửa chăn nửa chiếu nửa giường đợi ai. Ngồi rằng là ngồi tựa Oh,
trời đón gió kéo sang thì rồi mây chị hai chị ba quan họ đã ra câu đêm qua ngồi tựa song đào hỏi người chi kỷ ra vào có thế vất vương năm canh gió lạnh đông trường nửa chăn nửa chiếu nửa giường chờ ai chúng tôi xin được đối đáp câu đêm qua ngồi tựa mạn thuyền trăng im mặt nước càng nhìn càng xinh nhác trông sơn thủy hữu tình thơ ngâm ngoài lái diệu bình giải trí trong khoang làm trai chơi trốn cầu hạ ngồi rằng là ngồi tươi ơ có mây màng ơi ơ thuyền là ngồi tựa có màn thuyền ấy mây đêm là đêm mi hôm qua ngồi rằng là ngồi tươi ơ có ngồi tựa có bàn thuyền sáng in là in mặt đi nước đi cũng có càng nhìn là càng nhìn non nước càng xinh là ôi sơn rằng là sơn thủy có mây hiu ơi tình là sơn thủy có hiu tình ấy mây trôi là tôi nhắn trông xa sơn rằng là sơn thủy có mây hiu sơn thủy có yêu tình thơ ngâm là ngâm ngoài lái cũng có diêu bình là diêu bình giải trí trong khoang lá ôi tay rằng là tay giáo ý có mấy cùng ơi đàn là tay giáo có năm cùng đàn ấy mấy đôi là đôi tay tôi tay rằng là tay giáo ý có sao có đắm cùng đàn tiếng tơ là tơ tiếng chúng mi cũng có tiếng trầm là tiếng trầm năn nỉ thiết tha làm tay trái trời trốn đi hình thức hát đối đáp, hát không nhạc đệm, tôi gọi là hát cho nhau nghe. Hát cho nhau nghe vì hát trong một cái gia đình nho nhỏ, cho nên những người mà nghe đó cũng là nghệ sĩ, cũng là liền anh liền chị. Những người hát cũng là liền anh liền chị, tức là hát cho nhau nghe và tất cả khán giả
đều có thể cùng tham gia ca hát cùng với họ. Cho nên đây là hát cho nhau nghe. Vì hát cho nhau nghe cho nên cái trang phục đó, cái phục trang đó người ta cũng không quan trọng lắm, người ta ăn mặc theo cái ý của người ta. Thế còn những người nghe kia cũng là những liệt sĩ, họ hiểu cả, cho nên cũng không phải là khoe nhiều. Vì thế cho nên người ta đơn giản hơn. Hát cho nhau nghe đó thì nó khó ở cái chỗ thế này, người ta hát rất nhiều bài cổ điển, và nếu như người lạ vào ngồi nghe đó thì rất khó nghe, cho nên đó là không dành cho những khán giả lạ. Ai mà thích lắm thì cũng vào ngồi đan xen đấy, nhưng mà nếu như không phải là người hiểu quan họ thì chỉ ngồi một lúc xong là tìm cách, cũng là tìm cách để xin ra ngoài, và sau đó thì đi luôn, bởi vì chúng ta không thể nhập lại được cái lối hát này. Thế còn có một hình thức thứ hai đó, hát cho mọi người nghe. Hát cho mọi người nghe có nghĩa là rất đông khán giả, khi đó phải hóa trang này, thế là phải mặc trang phục rất là đẹp này, phải có đủ nón này, phải có đủ ô này, có rất nhiều thứ, thậm chí có âm thanh, có ánh sáng xanh đỏ nữa. Thì đấy là hát cho mọi người nghe. Hát cho mọi người nghe thì nó cầu kỳ, nó cẩn trọng hơn là hát cho nhau nghe. Thế còn những bài hát quan họ mà hát cho mọi người nghe cũng không giống những bài quan họ hát cho nhau nghe. Hát cho nhau nghe người ta hát những cái bài cổ điển, hát những bài quan họ cổ xưa, tính hấp dẫn nó rất là kém, nhưng mà nó rất khó hát. Và nếu như mà hát cho nhau nghe mà lại đưa những bài hát cho mọi người nghe vào đó, thì những người nghe người ta không thích, người ta bảo toàn những bài quan họ mới, toàn những cái bài đơn giản, thì khi đó phải chọn những cái bài phức tạp. Thế còn ấy, nếu như mà hát cho mọi người, hát cho nhau nghe đó, thì là chúng ta lại phải cần chọn những cái bài nó hết sức là cổ điển một chút. Vì thế cho nên chúng ta phải biết được đâu là hát cho mọi người nghe, đâu là hát nhau, để chúng ta chọn bài hát, chọn tiết mục. Chứ nếu không có nhầm thì là chất lượng nó sẽ ảnh hưởng. Thế còn bây giờ tôi xin phép nói về cái hát hát công nhạc đệm nó khó như thế nào. Vừa rồi chúng ta nghe chúng ta không để ý đâu, nhưng mà cực kỳ khó. Bởi vì nếu có nhạc nhạc đệm thì nhạc người ta dạo trước, cho nên cái cao độ, cái tông của bài hát ấy, là người ta nghe được rồi. Khi mà cùng bắt vào là bắt đúng tông luôn. Thế nhưng mà khi không có nhạc đệm đó thì làm thế nào để cho hai giọng hát bằng nhau? Bởi vì nếu không có thì người cao, người thấp, và nghe nó rất là khó nghe. Thế thì nó có một cái phương pháp riêng của quan họ. Là trong hai người hát thì chỉ có một người chủ động bắt vào trước. Họ bắt vào rất tí thôi, một tẹo thôi, một phần nào đó của dây thôi, thì đúng cái cao độ rồi, bên kia nghe là hòa luôn theo, chứ không phát hiện được ai trước ai sau cả. Thế nhưng mà phải có một người trước, có người sau thì cái giọng nó mới đều như thế. Cái thứ hai nữa là để hát đôi được với nhau, người ta phải chọn làm sao cái người, cái giọng này, tất cả mọi thứ đều giống nhau thì khi hát lên mới hấp dẫn. Chứ còn đấy, một người già quá, một người trẻ quá mà người hát đôi đó thì cũng không hợp. Cho nên tất cả mọi thứ đều phải đăng đối. Thế còn này, hát đối đáp thì vô cùng khó, bởi vì bên kia hát và đằng bên này phải đối lại làm sao cho chuẩn. Hát đối là một nghệ thuật rất công phu, bởi vì giờ Việt Nam chúng ta có cái câu đối, đối đáp. Ngày xưa đó người ta có thể thi tài bởi vì đối đáp. Bây giờ gọi là tài ứng xử, ngày xưa là tài đối đáp. Xin kể để các thầy và các bạn nghe một câu chuyện vui vui, rất là ngắn thôi, nói về cái tài đối đáp. Có một ông quan huyện, thế thì mà đi lang thang, đi hội, đi lang thang trên đường. Thế thì có mấy cái thằng trẻ con nó người, thế thì nó ném cả vào cái đống phân trâu, thế phải phân tán lên cả áo quan. Quan giận quá, thế là quan mới sai lính lệ túng nó lại, định đánh cho nó mấy roi. Thế nhưng mà rất may là vừa lúc đó có một người nông dân đi qua. Thế thì người đó nói, dạ bẩm quan lớn tha cho nó, thằng này nó học trò nhất quỷ nhì ma, quan lớn tha. Thế là quan lớn bảo là, à, đã là học trò thì chắc là phải giỏi đối đáp, học hành có ra gì không mà nghịch ngợm như quỷ. Thế cho nên quan mới ra cho một câu đối mà nói rằng nếu đối được ta tha, còn không đối được thì ta đánh. Thế và sau đó thì quan ra một câu đối cũng rất hấp vúa. Cái thằng bé nó khoảng 7-8 tuổi đó, nó mải chơi bơm nắng cho tóc nó cứ đỏ như là rông ngô. Thế thì quan mới làm câu thơ thế này, học trò là học trò con, tóc đỏ như son là con học trò. Lấy luôn cái thằng bé học trò tóc đỏ đó ra một vế đối rất là hấp búa. Học trò là học trò con, tóc đỏ như son là con học trò. Thế mà thằng bé đó thì nó bảo dạ bẩm quan là con cũng đối được, nhưng mà nó hơi sức. Quan bảo không sao, là cứ đối thử đi, hay thì tao tha, không hay thì tao cho đòn. Thế mà thằng bé đó bẽn lẽn và đọc rằng, xin thưa thêm, ông quan huyện là tên là Thằng, tên tục của ông là tên là Thằng, ông ấy là quan huyện. Thằng bé đọc luôn là quan huyện,
là quan huyện thằng, sự kiện lằng nhằng là thằng quan huyện. Một cái câu đối đáp rất là thông minh, rất hợp mình. Và với một người giỏi chữ như quan huyện ra cái vế đối là hay rồi, thì thấy nó đối lại như thế không nỡ lòng nào đánh, mặc dù là rất cay cú nhưng mà đành là ngậm đắng nuốt cay và bỏ đi. Và đó là một câu chuyện dân gian thôi, nhưng ở đây nó thể hiện cái tài đối đáp của người Việt vốn có từ xưa, đến ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng rất là giỏi đối đáp. Học trò là học trò con, tóc đỏ như son là con học trò, quan huyện là quan huyện thằng, sự kiện lằng nhằng là thằng quan huyện. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại nghe cái đối đáp của bài quan họ lóng lánh ơi, lúng liếng ơi, để minh họa cho cái phần tôi vừa nói đối đáp. Bên liền chị hát là lóng lánh là lóng lánh ơi, mắt người lóng lánh như sao trên trời, yêu người lăm lắm người ơi, say người lăm lắm người ơi. Bên liền anh lại đối lại rằng lúng liếng là lúng liếng ơi, miệng cười lúng liếng có đôi đồng tiền, tôi với người muốn kết nhân duyên. Và bây giờ thì bài hát đối đáp do Điền Anh thì chị sẽ cùng ca. Xin cảm ơn đã lên. Lòng lánh là lòng ơi là
Vừa rồi đấy là tôi có đương nói về hát đối đáp đó. Ban nãy câu chuyện vui thì là học trò con đối đáp với quan Nguyễn Thằng. Thế còn vừa rồi quan họ cũng đối đáp rất hay là lóng lánh ơi, là con gái gọi, thì con trai cũng gọi lúng liếng ơi. Cứ từ lóng lánh thì quen, nhưng cái từ lúng liếng đó, rất là hay. Đôi mắt lúng liếng, nụ cười lúng liếng. Mà lúng liếng như thế nào thì chúng ta không thể có định nghĩa, không có khái niệm. Và chúng ta có thể cảm nhận được, mọi người tự cảm. Chứ còn không ai có thể định nghĩa rõ ràng lúng liếng là cười như thế nào. Có người thì làm thơ về nụ cười, có khi là ánh mắt. Mắt em lúng liếng đáy trời, thế ai vương phải một đời ngẩn ngơ. Ở đây cái chữ ngẩn ngơ cũng rất hay. Và người ta dùng cái từ ngẩn ngơ cũng giống như là cái câu mà xa em một nửa hồn anh chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Dại khờ cũng gần giống như là ngẩn ngơ. Đây là cái cách nói của người xưa, có những cái cụm từ Việt rất là hay, nó rất là đa nghĩa, chúng ta hiểu được rất nhiều. Vừa rồi đó thì là bạn Lâm cũng có đề nghị là nói một chút về những cái bông hoa quê. Ban nãy thì tôi cũng có nói sơ sơ rồi, tôi có nói về hoa bưởi rồi, tôi có nói hoa chanh, tôi có nói hoa xoan. Và bây giờ thì tôi nói là cái hoa mà báo tin mùa xuân về đó, thì đó là hoa xoan. Nếu như ai ở làng quê Bắc Bộ ngày xưa đó thì không thể quên được hoa xoan. Cứ mỗi khi hoa xoan rụng thì đó là mùa xuân về. Và hôm đó thì tôi có nói với một cái bạn sinh viên là em cho thầy biết mưa bụi là như thế nào. Thế nào gọi là mưa bụi? Mưa bụi răng mở lối đi. Trong một bài hát có câu như thế. Thế thì bạn ấy nói rằng dạ thưa thầy, mưa bụi có nghĩa là mưa nó giống như là bụi, thì gọi là mưa bụi. Và quá đúng rồi, nhưng nó chưa đủ. Nói một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn, chúng ta phải định nghĩa thế này. Mưa bụi là những hạt mưa nhỏ li ti giống như là bụi bay. Nó nhỏ, nó nhẹ đến nỗi nó không thể rơi xuống đất được. Tức là cái trọng lực của nó không đủ để rơi xuống đất. Vì thế mà nó cứ lơ lửng bay trong không gian, tạo thành những cái đám mây nước và mờ mờ. Đó gọi là mưa bụi. Mưa bụi răng mờ lối đi. Tức là mùa hoa xoan thì đúng là mưa bụi. Tại sao vậy? Bởi vì tôi còn nhớ là những cái chùm hoa xoan chịu nặng ở trên cây đó, thì cứ mưa bụi nó rơi xuống, nó tích tụ lại thành những hạt to. Và khi nặng quá thì những cánh hoa xoan rơi lả tả xuống. Vì những mưa bụi cho nên mới có nước đọng vào. Có nước đọng vào hoa xoan mới rơi nhiều như thế. Cho nên khi chúng ta ngủ dậy qua một đêm, chúng ta đi ra ngoài đường đó, hoa xoan dày cả cm. Chúng ta đi trên một cái thảm, đó là hoa sen màu tím. Cho nên là hoa xoan là hoa báo tin mùa xuân về. Mùa xuân về là mùa hội về. Mùa hội về là mùa yêu về. Không có hội, không có xuân, làm sao yêu được? Bởi vì chúng ta không được đi gặp người yêu nếu như không có cái cớ đi xem hội. Vì thế cho những người con gái ngày xưa mong lắm, mong cả một năm cho 365 ngày, mong làm sao đến mùa xuân để hội mở ra và lấy cớ đi xem chèo. Thế rồi sau đó thì hẹn hò gặp người yêu. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy. Hội chèo làng đặng đi ngang ngõ, mẹ bảo thôn đoài hát tối nay. Lòng bỗng răng răng một mối tình, em dừng thoi lại giữa tay sinh. Hình như hai má em ửng đỏ, có lẽ là em nhớ đến anh. Tôi có nói với các bạn là ngày xưa con gái thánh thiện thế, chỉ có nhớ tới người yêu thôi mà sợ xung quanh biết là mình đang nghĩ gì và xấu hổ nóng đỏ bừng cả đôi má. Thế còn bây giờ có khi nó ôm nó hôn nhau, có khi nó cũng chả đỏ má được, bởi vì nó quen rồi. Thế nhưng mà đấy nè, lòng bỗng răng răng một mối tình, em dừng thoi lại giữa tay sinh. Hình như hai má em ửng đỏ, có lẽ là em nhớ đến anh. Xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe, các bạn đã lắng nghe. Rồi bây giờ chúng ta đi hội xuân với bài hát Chảy Hội Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lương, con gái yêu của nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải. Má đồng
Câu chiết ngôn mà tôi rất là tâm đắc: tình trong bọn khác nghĩa dài trăm năm. Vợ chồng nào cũng thế, chúng ta ở với nhau cái tình thì nó chỉ có một thời thôi, nhưng cái nghĩa là mãi mãi. Đến lúc về già rồi chúng ta ở với nhau thương nhau thì lúc đó cái nghĩa nhiều hơn cái tình. Lúc mới lấy nhau thì cái tình nhiều hơn cái nghĩa, cho nên tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Đó là kết của cái bài Trời Hồi Xuân. Hôm nay ấy, là gia chủ cũng để một cái hoa bưởi kia. Hoa bưởi với hoa quất, hoa chanh cũng là cùng họ hàng. Thế nhưng mà những cái này đó, nó có những cái mùi thơm kỳ lạ. Cái hoa bưởi này đó là bà cô của tôi đó là nấu chè đó, nấu chè thơm, cái chè mà chè bột sắn dây đó.
Thế thì úp cái này vào, để cái này trên một cái hòn gạch hơi nóng, sau đó úp cái bát đó vào, và sau đó thì lấy cái mùi thơm ám vào cái bát, múc chè vào. Khi chúng ta ăn chè, chúng ta được thưởng cái hương bưởi này. Đấy là những cái rất công phu của người Việt, cái rất văn hóa trong ẩm thực của người Việt mà tôi cũng được hưởng. Cho nên là tôi cũng nhớ mãi, ăn một cái bát chè đầy hương thơm của hoa bưởi, khi hỏi ra thì mới biết là cái phương pháp làm rất là cầu kỳ, rất là kiểu thôn quê thôi. Thế và bây giờ thì thời lượng cũng không còn, chúng tôi xin phép được đó là trước khi hát bài chia tay đó, tặng các thầy, các cô, các bạn một cái tiết mục nó khác lạ một chút so với Quan Họ. Nếu như Quan Họ nền đã êm ái, ăn nửa miếng, nói nửa lời, cười nửa miệng, thì cái tiết mục này nó lại sôi động, cái âm nhạc, cái tiết tấu của nó rất là hay, cũng là một trong những cái di sản được UNESCO vinh danh, đó là hát hầu bóng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái không khí nhộn ràng, tưng bừng của cái hát hầu xá thượng. Xin mời quý vị cùng nghe. Gọi
kết thúc. Một lần nữa xin thay mặt cho các nghệ sĩ, diễn viên ở trong đoàn, chân thành những khán giả tuyệt vời, cảm ơn gia chủ đã cho một không gian biểu diễn không còn gì đẹp hơn. Xin cảm ơn. Việt cổ chiếc nôi ngàn câu quan họ nằm kề kinh đô Thăng Long, chấn giữ kinh đô Thăng Long. Xin mai sau ai chớ vô tình quên khóm chúng sinh, quên câu quan họ, quên ngồi quan dốc, quên gốc cây đa, hãy cứ nôm na làng nội, cứ bận cứ vội chờ o chờ nhồi. Nhà cao cao chọc trời, đường thanh thang ngựa xuôi, đừng quên thâm nghiêm những ngôi đình cổ, đừng quên thâm nghiêm những ngôi chùa cổ. Ngàn năm còn đó gương trống ngoại sâm, dương còn có âm cùng đi đánh giặc, hừ rằng là hừ là hừ rằng là hừ là